Với những người đam mê thể thao thì tennis không còn là bộ môn quá xa lạ, được hình thành ở Pháp vào thế kỷ thứ 12. Sau một thời gian dài thì tennis hay quần vợt mới chính thức xuất hiện và được phổ biến rộng rãi ở Anh từ thế kỷ thứ 19, sau đó sang Hoa Kỳ và bắt đầu phát triển trên khắp cả thế giới. Có thể nói tennis đã trở thành một trong những môn thể thao bóng lớn nhất trên thế giới. Khi chơi tennis, đòi hỏi người chơi phải dùng vợt đánh kết hợp với quả banh tròn và một cái lưới dài được bắt ngang ở giữa sân. Và trên sân chơi hình chữ nhật có bề mặt phẳng, thường bao gồm các loại sân như sân đất nện, sân cỏ, sân cứng và sân thảm. Mỗi loại sân có đặc điểm tác động đến tốc độ và độ nảy của bóng khác nhau. Những người chơi tennis sẽ dùng vợt của họ và đưa banh vào đánh ở cả hai bên mặt lưới vợt. Và họ phải đánh banh sao cho vừa đủ để qua bên lưới bên kia của đối phương. Là một trong những môn thể thao để duy trì sức khỏe, thể lực, sức mạnh và sự nhanh nhẹn của người chơi. Một trận đấu tennis đơn kéo dài 1 giờ sẽ đốt cháy khoảng 500 calo. Chơi tennis là hoạt động tập luyện toàn thân có sự tham gia của nhiều hệ cơ quan và nhóm cơ. Chính vì thế bộ môn này rất được ưa chuộng. Ngoài lợi ích về thể chất, quần vợt còn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe tinh thần. Hiện tại cái phong trào tennis thì theo tôi nghĩ rất đang phát triển. Mặc dù là cái môn big ball bây giờ nó đang rất là mạnh mẽ. Thế nhưng mà tôi nghĩ cái phong trào này là cái phong trào môn thể thao vua. Thế cho nên là tụi tôi là cái tuổi thì cũng đã U60 rồi. Thế nhưng mà tôi thấy vẫn còn đam mê. Vẫn còn rất đam mê và cái phong trào tôi nghĩ là không đi xuống và có nghĩa là càng ngày càng phát triển. Thứ nhất là đầu tiên là về sức khỏe. Thứ hai là tôi đam mê cái này cũng trên dưới 20 năm rồi, rất đam mê. Và với cái tuổi này thì tôi thấy còn cái môn này tôi vẫn còn chơi được. Và nó xả stress rất nhiều cho cái công việc của tôi. Cải thiện về sức khỏe này, cải thiện về cái trí tuệ này. Đó, thì hai cái đó làm cho mình đam mê. Trong một ngày mà chơi tennis thì chúng tôi cái sân này ở đây đánh 3 tiếng đồng hồ. À, đánh xong một trận thì mình nghỉ để cho bạn chơi vào, cứ xoay tua như vậy. Để chơi tennis một cách bền bỉ thì là phải có cái sự dẻo dai và phải phản xạ nhanh nhẹn và cũng đòi hỏi một cái thể lực tương đối tốt. Ở câu bộ là thường xuyên tổ chức những giải đấu kết nối với nhau để giúp giao lưu các câu bộ lẫn nhau ở Long Điền, Đất Đỏ, Châu Đức. Anh thấy cái sân chơi và đặc biệt là ở cái câu bộ văn hóa Bảo Thành này tổ chức được cái sân thể thao, tổ chức được cái không gian như vậy là rất tốt. Đặc biệt là đối với những người làm trong công việc nhà nước và với cái áp lực hiện nay thì cái sân chơi này rất là bổ ích. Khá là hấp dẫn, tại vì cái môn này nó vừa nhanh vừa bền, vừa sức mạnh nữa. Thành ra là cái lứa tuổi của anh thì chơi rất là ổn cái môn này. Cái môn này nó sẽ tăng sức dẻo dai của mình rất là nhiều. Với lại từ khi mà anh tập thì tim của anh ổn định hơn. Tại vì cái môn này hoạt động rất là nhanh. Thành ra là mình phải đảm bảo được sức khỏe thì mình mới hoạt động, mới chơi nó ổn định được. Chơi tennis đòi hỏi nhiều sức bền, cần di chuyển nhiều trên phạm vi rộng nên cần khởi động thật kỹ trước khi chơi. Nếu không sẽ khiến cho người chơi dễ bị chấn thương dây chằng, giãn cơ quá mức, trật khớp. Nên khởi động thật kỹ tất cả các khớp chân, tay và cả thân người. Trải qua thời gian, phong trào quần vợt trên địa bàn tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo những người đam mê ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi. Không chỉ là cơ hội để kết nối giao lưu mà còn đem lại lợi ích về sức khỏe, nâng cao tinh thần thể dục thể thao trong cộng đồng. Hiện nay là câu lạc bộ của chúng tôi là có 25 thành viên. Mục đích là để một sân chơi sau mỗi ngày làm việc được giải tỏa áp lực tâm lý và khỏe. Anh em thì có cùng đam mê thì gom lại để tạo một sân chơi cho vui và gắn kết, giữ gìn sức khỏe. Người mà khỏe chơi từ trẻ thì chơi tới khoảng chừng là 50 mấy tuổi. Là chấn thương thì khi di chuyển thì nó thường là lật bàn, còn đa số là lật bàn nhiều. Còn té lật, có nghĩa là té ngược lại thì cũng tùy, cái đó cũng hiếm đó. Mà cái đó thì nguy hiểm hơn. Nhìn thì có vẻ rất đơn giản, nhưng bộ môn này cũng có những quy tắc riêng. Cách di chuyển. Di chuyển là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong tennis. Các bước chân chủ yếu cần thực hiện, những chỗ cần di chuyển tới và những điểm đón bóng chính xác trên sân. Nắm được những vấn đề trên sẽ giúp cho bạn kiểm soát tốt hơn thế trận và sức lực của mình. Cách cầm vợt. Không cầm vợt quá chặt.
phải có khoảng cách nhất định giữa ngón trỏ và ba ngón tay còn lại. Khoảng cách tốt nhất là bạn có thể vừa đặt vừa ngón tay trỏ của bàn tay kia vào đó. Cách phát bóng, giao bóng thẳng, giao bóng xoáy lên, giao bóng xoáy ngang.